Xe máy điện Clara đi được bao nhiêu km cho một lần sạc? Ngày nay xe máy điện đã trở thành một trong các phương tiện giao thông thông dụng bởi những tính năng hữu ích mà nó mang lại. Vậy, bạn đã biết một chiếc xe máy điện đi được bao nhiêu km sau mỗi lần sạc đầy chưa? Câu trả lời có ngay trong video này đây. Cùng xe điện Bybit tìm hiểu nhé, xe máy điện đi được bao nhiêu km cho một lần sạc? Trên thực tế có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu năng sử dụng của những chiếc xe máy điện sau khi sạc đầy pin. Bao gồm trọng lượng cơ thể của người lái hoặc tải trọng của vật chở trên xe, tốc độ di chuyển nhanh hay chậm, địa hình đường xá dốc hay phẳng. Ngoài ra, một trong những yếu tố đóng phần quan trọng đó chính là bình ắc quy hay loại pin xe sử dụng. Với một chiếc xe máy điện hiện đại, chất lượng tốt có khả năng di chuyển từ 70 đến 80 km/h cho đến 100 km/h cho một lần sạc đầy nếu tải trọng nhẹ, tầm 50 đến 60 kg. Nếu xe chở đồ vật nặng hoặc thêm người, tăng số tải trọng lên gấp đôi thì xe chỉ có thể di chuyển quãng đường khoảng 65 đến 70 km/h là tối đa và cần phải được sạc tiếp. Khi di chuyển xe máy điện với tốc độ nhanh, sử dụng thường xuyên các loại đèn tín hiệu trên xe hoặc đi vào nơi hẻm dốc cao, địa hình khó khăn hay ùn tắc cũng khiến xe phải tiêu hao nhiều năng lượng hơn. Vì thế, quãng đường di chuyển cũng sẽ chắc chắn giảm xuống đáng kể. Pin xe hay bình ắc quy cũng là điểm cần chú ý để biết xe máy điện đi được bao nhiêu km. Nếu xe điện được gắn ắc quy hay pin có dung lượng ít, tiêu hao nhiều thì bạn sẽ khá vất vả trong việc cắm sạc liên tục. Hiện nay, loại pin thông thường được sử dụng cho các dòng xe điện hiện đại mới chính là pin lithium. Ưu điểm của xe máy điện dùng pin lithium này chính là chu kỳ dài hơn và thời gian sạc cũng nhanh hơn. Loại pin này cũng sở hữu công suất cao, thời gian sạc trung bình chỉ khoảng từ 4 tháng 6 giờ, giúp bạn yên tâm hơn khi sử dụng. Tóm lại, để kiểm soát chính xác xe máy điện đi được bao nhiêu km sau khi sạc, người dùng cần chú ý đến việc sử dụng xe, tốc độ di chuyển, trọng tải, hạn chế đi trên các địa hình dốc núi, nơi đông đúc ùn tắc. Đặc biệt, sạc pin đúng đủ giờ để không ảnh hưởng đến hiệu năng của pin sau thời gian dùng xe. Trong nhiều dòng xe máy điện trên thị trường, cái tên VinFast được nhiều người ưa chuộng và lựa chọn bởi những tính năng ưu việt của xe. Cùng điểm qua một loạt 5 sản phẩm xe máy điện hot của VinFast để hiểu rõ hơn. VinFast Clara S thân thiện với môi trường. Một trong những thiết kế đình đám và được nhiều người nhắc đến chính là VinFast Clara S năng động. Lấy ý tưởng từ ánh sáng của những viên kim cương, Clara S được tạo hình với vẻ ngoài sống động, vừa mạnh mẽ lại vừa tinh tế, vô cùng thân thiện với người dùng. Là một trong những dòng xe điện VinFast độc đáo của VinFast, Clara S sở hữu công nghệ thông minh tích hợp eSIM để chủ nhân có thể dễ dàng thao tác định vị quản lý thông qua thiết bị di động, giúp bạn chinh phục quãng đường lên đến 120 km/h sau mỗi lần sạc. Tốc độ tối đa của xe là 48 km/h. Ấn tượng hơn cả là khả năng lội nước của Clara S trong khoảng thời gian 30 phút cho quãng đường ngập 500mm. Khả năng tải trọng của xe lên đến 150kg, có thể cho gia đình 2 người lớn và một trẻ em, với khung xe kết cấu chắn chắn. Gầm xe cao thoáng, hạn chế va đập khi di chuyển trên đường gồ ghề. Cốp xe đựng được dung tích 17.5L, đèn xe full LED hỗ trợ người dùng tối ưu khi sử dụng. Công suất xe 1200W, khả năng sạc đầy siêu nhanh trong khoảng 4-8 giờ mang đến trải nghiệm hài lòng. Mức giá 49.600.000 đồng bao gồm pin sạc, màu sắc 7 màu, cá tính phù hợp nhiều độ tuổi. Nếu các bạn đang quan tâm đến xe máy điện Clara đi được bao nhiêu km cho một lần sạc và muốn nghe tư vấn cụ thể hơn, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0796-428-555 hoặc trang web bi-bybit.com nhé. Đường link fanpage Facebook và thông tin liên hệ mình để ở dưới link phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và subscribe kênh channel của xe điện Bybit để chúng mình có động lực ra thêm những video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.